Về phần nội dung thì em phần trình bày của em gồm có 5 nội dung. Về phần đặt vấn đề thì em xin phép được bỏ qua phần đặt vấn đề của COPD. Về tuân thủ điều trị thì các cái báo cáo trên thế giới cho thấy là trung bình có khoảng 60% bệnh nhân COPD là không tuân thủ điều trị. Trong đó theo nghiên cứu của Anh và Thụy Điển thì 10 đến 20% các cái đơn thuốc được kê là không bao giờ đến được hiệu thuốc. Và các cái phương pháp đo lường được sự tuân thủ thì có thể dựa trên thứ nhất là các cái hồ sơ tái khám, hồ sơ của nhà thuốc về đơn thuốc và các cái ghi chép thủ công thông qua các đơn thuốc hoặc là sử dụng các cái thang đo tuân thủ thuốc Morisky 8 mục là MMAS8 đo cái hành vi dùng thuốc tự báo cáo của bệnh nhân. Để nghiên cứu cái thực trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân COPD tại Việt Nam thì chúng em tiến hành nghiên cứu với 2 mục tiêu. Thứ nhất đó là mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân COPD tại một số đơn vị quản lý ngoại trú. Thứ hai đó là đánh giá mức độ tuân thủ theo thang điểm MMAS8 và xác định các cái yếu tố liên quan. Về đối tượng và phương pháp thì bệnh nhân của chúng em là những người bệnh COPD đến khám tại các đơn vị quản lý ngoại trú được lựa chọn theo các tiêu chuẩn. Thứ nhất là tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán xác định COPD theo tiêu chuẩn của Gold năm 2018. Bệnh nhân trên 40 tuổi tại thời điểm chẩn đoán đã được khám bệnh tại các đơn vị quản lý ngoại trú từ mùng 1 tháng 1 năm 2018 đến thời gian tuyển bệnh và ký vào văn bản đồng ý tham gia nghiên cứu. Về tiêu chuẩn loại trừ thì là những người bệnh đang có thai hoặc cho con bú, những người bệnh có các cái bệnh lý hô hấp có thể gây các cái triệu chứng tương tự, ví dụ như là ACO, giãn phế quản hoặc là lao nội phế quản, những người bệnh đang được chẩn đoán viêm phổi hoặc là viêm phế quản cấp và những người bệnh đang được phân ngẫu nhiên vào các nghiên cứu khác. Về phương pháp thì đây là nghiên cứu quan sát mô tả cắt ngang với theo dõi 2 lần trong 3 năm từ năm 2020 đến năm 2022 với 2 phân tích. Phân tích 1 là dữ liệu thu tuyển lần 1 từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021. Và trong cái bài báo cáo này thì em xin phép được trình bày kết quả của phân tích 1. Về đối tượng, về cỡ mẫu nghiên cứu thì chúng em sử dụng công thức cho nghiên cứu gồm 2 mẫu ghép cặp và kiểm định 2 tỷ lệ MACnEMA với giả thuyết là tỷ lệ người bệnh có đợt cấp trong phân tích 1 là 55% và kỳ vọng sau 1 năm thì tỷ lệ người bệnh có đợt cấp là giảm một nửa. Thì tính toán theo công thức thì cỡ mẫu thu được là 484 bệnh nhân và trên thực tế thì nhóm nghiên cứu đã thu thập được là 514 người bệnh. Các chỉ tiêu nghiên cứu thì ngoài các cái đặc điểm của bệnh nhân thì ví dụ như là tuổi, giới, BMI, tình trạng hút thuốc thì có cái mức độ tuân thủ theo thang điểm là MMAS8. Về thời gian nghiên cứu là từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021 và địa điểm là Phòng Quản lý Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, Bệnh viện Phổi Hải Phòng và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh Quốc gia phê duyệt vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Về sơ đồ nghiên cứu thì tất cả những bệnh nhân quản lý tại đơn vị quản lý ngoại trú từ tháng 1 năm 2018 đủ tiêu chuẩn lựa chọn và được phỏng vấn thông qua bộ câu hỏi CIS thì với Bệnh viện Phổi Hải Phòng thì số lượng bệnh nhân thu được là 351 bệnh nhân, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa là 41 bệnh nhân và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa là 122 bệnh nhân và tổng là có 514 bệnh nhân được thu nhận vào nghiên cứu. Về phần kết quả và bàn luận thì đặc điểm của đối tượng nghiên cứu của chúng em thì có tuổi trung bình là 66,1, cao nhất là 93 tuổi và thấp nhất là 43 tuổi và nam giới chiếm chủ yếu là 85,8%. Trong đó thực trạng hút thuốc lá ở đối tượng nghiên cứu của chúng em là còn đến 20,8% bệnh nhân là vẫn còn đang hút thuốc. Kết quả này thì thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Thị Lý năm 2018 tại 3 đơn vị quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Thái Nguyên, Hải Dương và Bắc Giang trên 623 bệnh nhân COPD và hen thì vẫn còn 38,4% bệnh nhân vẫn còn đang hút thuốc. Về các cái bệnh đồng mắc thì nghiên cứu của chúng em ghi nhận là tỷ lệ bệnh đồng mắc tăng huyết áp là chiếm tỷ lệ cao nhất là 28,8%, tiếp theo là trào ngược dạ dày thực quản là 12,6%. Về phác đồ điều trị của đối tượng nghiên cứu thì nghiên cứu của chúng em thấy rằng là phần lớn các bệnh nhân là 82,9% bệnh nhân sử dụng phác đồ có ICS, cao hơn so với nghiên cứu của Tây Ban Nha năm 2022 cho thấy là 62,5% bệnh nhân sử dụng phác đồ có ICS LABA và cũng tương đồng với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Thành và cộng sự năm 2018 thì cho thấy cái tỷ lệ bệnh nhân sử dụng cái phác đồ có ICS là 92,7% và phác đồ sử dụng LAMA đơn độc hay kết hợp là 7,2%. Về phân loại mức độ tuân thủ điều trị thì nghiên cứu của chúng em cho thấy là những cái bệnh nhân có cái mức độ tuân thủ điều trị cao chiếm 78,8%, mức độ điều trị tuân thủ trung bình là 15,6% và thấp là 5,6%, cao hơn so với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hoài Thu năm 2016 tại Bệnh viện Bạch Mai là 37,9%, cao hơn so với nghiên cứu của tác giả Tạ Hữu Ánh năm 2021 tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương và Bệnh viện Đống Đa là 49,3%. Và cũng tương đồng với cả kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Thành tại 6 bệnh viện lớn năm 2018 là 83,1%. Về sự tuân thủ điều trị khi so sánh theo tuổi và giới thì chúng em nhận thấy rằng là khi chia thành hai nhóm là một nhóm không tuân thủ và một nhóm có tuân thủ điều trị thì không có sự khác biệt về tuổi và giới.
Tiếp theo đó là cái sự tuân thủ điều trị và số bệnh đồng mắc chia theo thành 3 nhóm là không có bệnh đồng mắc, có một bệnh đồng mắc và lớn hơn hoặc bằng 2 bệnh đồng mắc thì cũng thấy rằng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Khi so sánh cái sự tuân thủ điều trị theo các triệu chứng lâm sàng theo hai thang điểm KEC và MMRC thì chúng em nhận thấy không có sự khác biệt khi so sánh về thang điểm MMRC. Tuy nhiên với thang điểm KEC thì ở cái nhóm mà không tuân thủ điều trị thì điểm KEC trung bình là 17 cộng trừ 8,6 cao hơn với nhóm tuân thủ là 15 cộng trừ 3,9 với P nhỏ hơn 0,05. Kết quả này thì cũng tương đồng với cả kết quả nghiên cứu của tác giả Deria năm 2017 là sau khi điều chỉnh theo độ tuổi và giới thì có mối liên hệ đáng kể giữa cái việc tuân thủ với cái điểm MMRC 8 lớn hơn bằng 6 và điểm KEC nhỏ hơn hoặc bằng 15. Về sự tuân thủ điều trị và các cái giai đoạn bệnh và số đợt cấp theo Gold ABCD thì cũng trong nghiên cứu của chúng em cũng thấy rằng là không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Về mức độ tuân thủ theo theo cái thang điểm KEC thì nghiên cứu của chúng em thấy rằng là với những cái nhóm bệnh nhân mà có điểm KEC trên 30 thì cái tỷ lệ tuân thủ điều trị kém rất là cao, chiếm đến 92,7%. Về phần kết luận thì đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân COPD tại một số đơn vị quản lý ngoại trú là tỷ lệ bệnh nhân COPD còn hút thuốc vẫn chiếm tỷ lệ cao là 20,8%, tỷ lệ sử dụng phác đồ chứa ICS là 82,9% và phác đồ có LAMA chỉ chiếm 0,8%. Các bệnh đồng mắc thường gặp nhất là tăng huyết áp chiếm 28,8%, trào ngược dạ dày thực quản là 12,6% và đánh giá mức độ tuân thủ theo MMRS8 và xác định các yếu tố liên quan thì thấy rằng là có 78,8% bệnh nhân tuân thủ cao, mức tuân thủ trung bình là 15,6%. Thấp là 5,6% và không có mối liên quan giữa tuổi tác, giới tính, số bệnh đồng mắc MMRC và phân loại theo Gold. Tuy nhiên thấy có mối liên quan giữa mức độ tuân thủ theo MMRS8 thấp với điểm KEC cao. Và điểm mạnh trong cái nghiên cứu của chúng em đó là cái số lượng bệnh nhân trong nghiên cứu thì cao hơn so với các cái nghiên cứu trước đây. Thì tuy nhiên thì cái điểm hạn chế đó là nghiên cứu của chúng em được thực hiện trong cái giai đoạn là COVID, cho nên là cái việc mà thu thập dữ liệu hết sức là khó khăn và cái thời gian thu thập số liệu đã phải kéo dài hơn so với dự kiến. Và nghiên cứu được thực hiện tại 3 địa điểm nghiên cứu với sự tham gia của nhiều nghiên cứu viên, mặc dù đã được đào tạo tập huấn nhưng mà cũng không thể tránh khỏi những cái sai sót và đánh giá chủ quan. Mặc dù nghiên cứu có cỡ mẫu lớn nhưng mà bởi vì là 3 cái địa điểm nghiên cứu vẫn tập trung ở miền Bắc Việt Nam cho nên là vẫn chưa thể đại diện cho toàn thể quần bộ COPD ở Việt Nam. Trên đây là bài trình bày của em ạ. Em xin được trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và quý đồng nghiệp.